Cắt đâu kiểu đồ gì ơi? Cắt đen quả tạt Hải Phòng anh ơi. Anh nói đặt nhau đầu mày không hợp với tạt, chéo đẹp hơn. Nhưng mà em fan Hải Phòng anh ạ. Anh bảo rồi, đầu mày không hợp với tạt, chéo đẹp hơn. Ủa quá, thượng đế thích cắt tạt cơ. Tao đéo cắt đây, mày thái độ gì ơi? Không như nào đây. Mày như nào ấy, mày thì tao lấy mày khỏi ngoài đường. Thôi, có việc gì đây? Quay nhá. Không được rồi. Sao đó đâu cháu mày? Đợi đấy. Sao đây? Nó đòi các chị ở tạt đúng. Tạt cho nó thì nó mất tiền thì theo đi nó đuổi cháu. Đồ dội nó về, chắc có về nó mang chó lửa sang thế nào ấy. Cháu chờ nó. Chú ơi, thằng Ngô nó vừa định tống nó ra ngoài thằng nào nhỉ? Thằng vừa định tổng chồng ra ngoài á? Đúng rồi. Thằng cái đấy á, nó sợ quá, nó bỏ về rồi ông cháu ạ. Địa chỉ nhà nó ở đâu nhỉ ông chú nhỉ? Thằng đấy chú không biết nhà nó. Ông chú nói thật đi, ông cháu dẹp quán đấy. Chú không biết nhà nó thật đi. Cháu biết nó luộc chú ở đây luôn không? Thôi rồi, nó đua nhà nó bên Long Biên ông cháu ạ. Long Biên á, số mấy Long Biên? Nó số 8 Long Biên, tôi có đi ông cháu bỏ qua cho nó, nó tính nó thế là nó tốt tính mà. Mấy ông cháu thôi, bỏ qua, chúng mày đi tìm nó thật à? Cẩn thận nhé, em quay xe đi. Sở số 8 Long Biên à? Ông cháu ơi, nó không có nhà đâu, nó đi trốn rồi. Cháu đến tận nhà ông chú ạ. Chú nói thật mà. Cháu vừa về Long Biên về làm gì ở nhà nó đâu? Chú nói thật à? Nhà nó ở gì nhỉ? Ở Phúc Lợi, số 8 Phúc Lợi Long Biên. Lại Phúc Lợi chứ. Chú xin lỗi đây này. Chú nói thật. Chú nói thật ấy, chú nói thật. Chú nói thật. Mấy ông mang cháu về số 8 Phúc Lợi Long Biên nhá. Ôi dồi, mấy thằng này nó không thật đấy.